Nó bay ra, anh em thấy rõ không? Nó bay ra đó. Con này có nghĩa là con dơi đầu đàn phải. Nó bay ra coi có trời mưa hay là này kia không á. Nó giờ nó ra đó anh em. Nó tổ ra đó anh em ơi. Nó. Nó chở một góc thôi nha anh em. Đó. Mới một tuần mình treo máy anh em, hiệu quả cũng cũng tốt á. Cái này là cái thành quả của cái máy trút dơi của ông, mà cảm ơn anh Thuận phải không? Nó một tuần nó về á được khoảng 30 con, mà tại vì cái thời gian mình ấy nó không có đúng giờ như anh Thuận chỉ nữa, tại mình cũng đi làm phải không? Mình đi làm nhiều khi mình cũng làm sai giờ. Anh Thuận chỉ như khi khuya 4 giờ sáng, 4 giờ sáng là mình ra mình treo cho tiếng kêu, tiếng máy kêu anh em, cho dơi nó đi ăn về là nó ghé vô chuồng mình ở luôn. Mình chỉ mua một tuần thôi mà mình chỉ treo có 4 5 ngày thôi, tại thời gian đi làm này, bữa có đi về quê nữa, đi về xứ 2 ngày nữa. Hiện tại thì dơi mới về nên nó chỉ ở một phía một góc thôi nha anh em, nó chỉ ở một góc bên đây thôi, tại mình mới có mua máy một tuần à. Đây anh em thấy phân dơi nè, cái vũng tròn này là mình tụ lại hôm qua, còn cái này là ngày hôm nay nè anh em, nó tầm khoảng 50 60 con á, 50 60 con hơn, mình không để ý chính xác nữa. Đây, hôm nay mình có đem cái máy của anh Thuận ra cho giới thiệu cho anh em coi nha. Cái máy này là nếu mà mua nguyên si về của anh Thuận bán là nó có cái vỏ nó nha anh em, cái vỏ treo với lại cái thẻ nhớ. Mà theo hướng dẫn của anh Thuận thì mình làm vậy nè, cái này cái băng keo nha anh em, băng keo mình che cái bóng đèn ở lại, thì khi nó mình trôi treo lên tối á, đèn nó chớp nhiều khi dơi nó sợ nha anh em. Này anh Thuận cũng hướng dẫn anh em, mà có nhu cầu mua máy cứ liên hệ anh Thuận, anh chỉ cũng nhiệt tình lắm anh em. Đây mình mở thử tiếng cho anh em nghe, nó có 5 bài, mỗi bài nó cũng là tiếng dơi kêu mà mỗi bài nó có mỗi tác dụng nó khác nhau, nó tùy tháng tùy mùa nha anh em. Thì mình mở lên nha. Music mode. Đó, anh em nghe rõ không? Đây là bài thứ hai, bài thứ hai, bài thứ ba nè. Mình có cái đầu mod nha anh em, mod mình gạt xuống là nó điều khiển này mấy trăm mét nữa nha anh em. Ở trong nhà mình nó có cái chòi nè, mình ở trong chòi mình bấm ra không, không cần ra tới ngoài. Đây, ví dụ mình muốn chuyển bài đây, mình bấm vô cái nút này đây, đó, nó có 5 bài đây nha anh em. Nó, anh em nghe rõ không?